Chúng ta bắt đầu lần ăn thứ hai. Bánh pizza trước này, lassi này, siro này. Yên đấy, chờ anh nhé, để anh lấy thêm. Đây hết rồi, con mi ngồi yên chờ. Em còn rất nhiều. Không, ngồi yên đấy, không phải tiến lên, lùi yên lại. Lùi lại, siro lùi lại. Làm xuống, siro. Siro sinh vào đấy thì siro nhỉ. Siro có ăn rồi đấy. Siro ra đây. Siro thử cái để yên đấy. Yên. Siro ra đây. Siro. Siro. Ra ngoài này. Qua nào. Ra đây. Siro ra ngoài này đi. Vì là mình xì nhỉ. Siro ăn gì ra đây. Để yên trong người cho anh nhé. Không, trông nhé. Đây, cho vì là này. Cho mình xì này. Trông cho anh nhá, để anh đi anh vứt rác nhá, anh đi anh vứt cái rác này nhá, để yên đấy nhá, tí anh vào để ăn tiếp, yên đấy. Nào. À, cho mình xin phụ. Anh bảo Messi làm sao? Bảo Messi trông cơ mà. À. Nằm xuống, nằm yên, nằm yên. Được rồi. À, Pila. Đây, có Pila này. Nằm xuống. Messi nằm xuống. Nằm ra. Si nằm ra. Xít ra. Kéo xít ra. Một mình Pila nào. Nằm ra. Siro thích xui vào trong để cho Siro nhịn đi. Thích ăn thì phải ra ngoài này chứ không phải vào trong đấy. Cái món này không có ăn ở trong chuồng, không phải phi về trong chuồng làm gì. Siro ra đây nè. Phải rồi, đừng có xui trong chuồng, nó nằm xuống đây. Nằm ra đây. Messi nằm xuống. Pila. Siro. Nằm ra. Rồi. Nào.
Messi Siro, xin lỗi, Villa, Messi. Siro, Villa, Messi. Siro, Villa, Messi. Vini có ăn không? Vini mà không ăn là thôi, không, anh không mời nhiều đâu. Ăn mà không ăn là thôi. Siro, Villa, Messi. Siro, Villa, Messi. Bà đứa nằm yên đấy nha, trông cho anh nha, trông cái này cho anh nha, để anh đi anh rửa tay một cái rồi anh vào cho ăn tiếp. Ngồi yên đấy, trông yên đấy, chờ cống không cho ăn tiếp. Có đứa nào ăn cục không? Xích ở đây. Còn siro đâu rồi? Ra ngoài. Đứa nào cọ vào cái máy quay à? Nằm xuống. Dạ, ổn định chỗ nào? Này, nằm xuống đi. Messi nằm xuống. Nằm ra. Nằm thẳng ra. Pia nằm xuống. Nằm ra. Rồi. Siro nằm ra. Nằm thẳng ra. Rồi. Có đứa nào ăn vụng không? Để tí anh kiểm tra nhá. Tí anh kiểm tra xem là nếu mà đứa nào ăn vụng là anh sẽ xử lý nhá. Nha. Nếu mà ngoan thì không gì. Đứa nào ăn vụng là anh sẽ xử lý đấy. Khó nhỉ. Anh chỉnh lại cái máy quay, tự nhiên mấy đứa lại đi xoay cái góc. Villa, Siro, thế vừa anh hỏi vừa có đứa nào ăn vụng của anh không? Hả? Vừa rồi có đứa nào ăn vụng không? Messi, Villa, Siro. Nằm xích vào nhau đi. Thế nằm này xa quá, xa nhau quá. Không. Bắt nhau ra làm gì? Nằm cho nó xích xích vào nhau. Nào, nhìn qua đâu. Thế vừa rồi đứa nào đứng dậy làm gì? Nào, chờ anh 30 giây để yên cái này đi nhá.
Để yên này chờ anh nhá. Để cho nó đầy đầy lên cho nó có tính thử thách. Không đứa nào được ăn vụng nhá. Đây. Cho ba đứa một miếng để trông cho anh nhá. Trông nguyên cái này cho anh nhá. Trông cho anh một tí. Sao bảo nằm yên đi trông rồi mà. Ở hành. Không đứa nào ăn vụng mà ăn được rồi. Cái siro mỗi một mình siro ngoan, siro nằm đây siro trông. Ra đây Tila, ra đây. Nào lại nằm xuống đi. Lại nằm xuống nào. Messi nằm đi. Messi nằm hẳn xuống. Tila nằm xuống là được rồi. Messi nằm xuống. Siro nằm đây. Rồi. Chimi không ăn không? Cho chimi miếng to này. Chimi không ăn thì cho siro ăn. Mì rượu quá năm miếng to nó còn không ăn nên chi thì rượu thì nó vừa thôi.